thêm được điểm tin cuối đời. Và chúng mình cũng là kết thúc phần lễ hội truyền thống, văn hóa truyền thống hội kéo chữ làng An Hiệp, xã Quỳnh Giao. Và sau đây xin mời bà nội chúng ta tháo gỡ chương trình về vị trí tập kết ban đầu. Thank you.